Tập 16. Ba xem, bây giờ sức khỏe ba không được tốt. Con cũng không còn là trẻ con nữa. Con không thể tiếp tục mặc theo ý của mình để làm bất cứ việc gì mình muốn nữa. Là con gái của Hạ Gia, con nên gánh vác trách nhiệm của Hạ Gia. Vốn ra mấy chuyện này hôm nay con không định nói với ba đâu. Nhưng mà vì Bành lại quan tâm con như vậy, con nghĩ con cũng phải bày tỏ thái độ của mình chứ. Được thôi. Con bằng lòng nghiêm túc phấn đấu, học cách vận hành tốt công ty của nhà mình. Tốt quá rồi. Trang Lạc à, cậu phải hướng dẫn nó thật chu đáo đó. Dạ. Lời lẽ hùng hồn đúng là rất hay. Nhưng là bề trên của con thì vẫn phải nhắc nhở con. Bây giờ con còn quá trẻ, đến cả thương trường con còn chưa từng tiếp xúc. Học cách kinh doanh không phải ai muốn cũng có thể học được đâu con. Tôi biết gì là trợ thủ đắc lực của ba. Vì từ một lễ tân thực tập nhỏ bé của công ty, từng bước đi đến ngày này. Việc gì có thể làm được, sao lại nghĩ là tôi không làm được? Mà còn nữa, ba mẹ của tôi ưu tú như vậy, sức mạnh của gen vô cùng mạnh đó. Dì biết chứ. Nhiễm Nhiễm chịu học hỏi là tốt. Cuộc họp của bộ phận tiếp thị chiều nay, cứ cho nó tham gia đi. Dạ, Hạ Tổng. Được rồi. Tân 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 tân. Anh có cần phải làm màu như vậy không? Vào đi. Đây là món quà kính hôn anh tặng em. Tô Mạch à, chúng ta làm quà nha. Trước đó là anh không đúng. Anh không nên ép em làm điều mà em không thích. Em không muốn đến Hoành Diễn thì chúng ta không đến. Em muốn đến Thiệu Thị thì chúng ta đến Thiệu Thị. Vậy anh không sợ em tổn thương hả? Có anh rồi, em sẽ không bị tổn thương đâu. Hơn nữa, anh tin em. Từ nay về sau, anh sẽ không nghi ngờ em nữa. Tranh này ai vẽ mà đẹp vậy? Nhiễm Nhiễm vẽ giúp đó. Cậu ta đúng là vì gia đình mà hết sức lấy lòng anh. Em đừng nói vậy. Nhiễm Nhiễm là bạn thân của anh. Vì của anh, cô ấy sẽ giúp. Vì của cô ấy, anh cũng sẽ giúp. Không có chuyện lấy lòng nhau. Vậy anh định giúp cô ấy ra sao? Kêu ba anh giao dự án đang giao cho họ làm chứ gì? Nếu như anh có khả năng đó thì anh cũng sẽ làm. Sao vậy? Không có gì hết. Ăn nhanh quá thôi. Việc tìm Tô Mạch làm người đại diện có chút vấn đề. Cô ta có vẻ không có hứng thú mấy với dự án của công ty chúng ta đó anh ạ. Vậy sao? Em cũng thấy rất tiếc. Em chỉ nghe nói là hình như cô ta đã từng có xích mích với Nhiễm Nhiễm nhà mình thì phải. Cho nên có vẻ không muốn chọn công ty của mình. Thiệu Khải của Thiệu Thị cũng từng liên lạc với cô ta rồi đó. Em thấy để mất cô ta như vậy có chút đáng tiếc. Dì Bành, tôi thấy dì nghĩ hơi xa rồi. Tô Mạch không muốn hợp tác với tôi không đồng nghĩa là không muốn hợp tác với Hoành Diễn. Bà, nếu như ba cũng nghĩ Tô Mạch là người duy nhất thích hợp thì con sẽ đi thương lượng lại. Chỉ cần là tốt cho dự án, tốt cho công ty, việc gì con cũng sẵn lòng làm. Hơn nữa, là người thừa kế duy nhất của công ty Hoành Diễn, con phải chịu trách nhiệm với toàn bộ nhân viên trong công ty.
Trần Lạc, nè, bánh bao chiên, ăn đi. Nào ba, mời ba. Được. Ăn nhiều một chút. Cô biết rõ là bà ta gài bẫy cô, tại sao cô còn chui vào đó chứ? Bởi vì tôi không muốn thua. Thắng thua quan trọng lắm sao? Sao phải làm khó bản thân như vậy chứ? Ba tôi muốn hợp tác với Tô Mạch từ lâu rồi. Trước giờ hai người không nói với tôi. Tôi biết là hai người quan tâm tới cảm xúc của tôi. Tâm ý đó tôi ghi nhận. Nhưng tôi chỉ nhận lời mời cô ta đến. Cuối cùng Tô Mạch có đến hay không vẫn phải do cô ta tự quyết định. Phải nhà giả một người mà mình ghét, cô làm được không? Sao phải làm mình khổ như vậy? Tôi đã không còn là Hạ Diễm Nhiễm của trước kia nữa. Đừng nói là dưới đệm của một hạt đậu, dù là trong giày của một hòn sỏi to thì tôi cũng không cảm thấy ấm ức. Huống hồ gì, con người có thể lựa chọn đồng đội nhưng không chọn được đối thủ của mình. Đối thủ càng đáng ghét càng có thể làm tăng đấu chí của một người. Phải vậy không thầy Trần? Ông chủ Lâm, anh định khi nào thì khai trương? Chắc cuối tuần này. Anh đang tính mở một tiệc rượu khai trương quy mô nhỏ, mời hết bạn bè cũ, bạn học cũ của chúng ta đến cho đông vui, sẵn tiện để họ ủng hộ. Cửa tiệm bài trí xong hết rồi, sao tự dưng anh lại thấy không muốn mở nữa? Sao vậy? Cứ nghĩ em sắp bận rộn, anh thì lo cho tiệm. Thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ ít đi, nghĩ đến là lại thấy hơi buồn. Sao vậy? Lẽ nào anh chỉ muốn nấu ăn cho em thôi sao? Như vậy không được. Anh đang cố gắng cho em được tự do tài chính. Từ nay về sau em có thể tự do thoải mái làm bất cứ việc gì mà em muốn. Chỉ bằng bán cháo sao? Chỉ bằng bán cháo. Chí hướng cao cả. Có thời gian không? Cùng đi ăn một bữa đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Sao vậy? Phía Thiệu Thị gọi em qua thử đồ. Em đi trước nha. Gấp vậy à? Anh đưa em đi. Không cần đâu, để em tự tới đó. Bye bye. Ừ. Mày có tích sự một chút được không? Làm gì đó? Tôi đang họp. Thiết kế của đảng quyển làm xong rồi, lát nữa chúng ta gặp nhau một chút. Hôm nay tôi nghe được phần thứ hai câu chuyện cô gái khủng long. Có muốn tôi chia sẻ với anh không? Chẳng phải em đang họp sao? Tôi vừa họp xong. Được, em nói đi. Cô gái khủng long vốn tưởng cả đời này cũng sẽ không gặp cô gái hồ ly, nhưng kết quả thì không như ý muốn. Lúc cô gái khủng long và cô gái hồ ly gặp lại nhau, cô gái hồ ly đã trở nên hoàn hảo hơn lúc trước rất nhiều. Quy luật công bằng của thế giới này dường như không thể ràng buộc nổi cô gái hồ ly.
mà vào đúng lúc này, ông chủ của cô gái khủng long giao cho cô ấy một nhiệm vụ rất quan trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ này thì cô gái khủng long không thể nào không đến cầu cứu cô gái hồ ly được. Vào lúc này, cô gái khủng long nên làm gì đây? À, bảo vệ lòng tự tôn của mình, thà từ bỏ công việc này cũng không muốn đi nhờ giả cô ta. B, nhẫn nhục chịu đựng, tự cúi đầu trước. Nếu như là anh sẽ chọn cách nào? Cậu đến rồi hả? Chờ lâu lắm sao? Không có, tôi cũng vừa đến. Nghe nói bếp trưởng ở đây xuất thân từ nhà hàng 3 sao Michelin. Chúng ta thử món tủ của anh ta đi. Được thôi, cậu thích ăn là được. Nghe đi, bạn cũ với nhau cả, chẳng có gì phải câu nệ đâu. Alo. Em đang làm gì đó? Tôi đang họp, lát nữa nói chuyện sau nha. Chẳng phải em học xong rồi sao? Alo. Alo. Bạn trai à? Không phải, người ở công ty. Tôi nghe kể về chuyện của mẹ cậu rồi. Bớt đau thương nha. Cảm ơn. Đôi khi nghĩ cũng thấy lạ ghê. Cái người hai hôm trước còn hận tôi muốn chết, hôm nay lại mời tôi đi ăn nhà hàng, còn khui cho rượu xịn như vậy. Không phải là muốn bỏ độc vào rượu đầu độc chết tôi chứ? Cậu đã dám đến rồi, chắc chắn là cậu không sợ chết. À được rồi, vì thanh xuân tệ hại sắp sửa trôi qua của chúng ta, cùng nhau mặc niệm. Cậu đang muốn chuốc say mình sao? Được rồi, tôi sợ tôi không uống nhiều một chút sẽ không thể nói được. Cái gì đây? Tôi chính thức đại diện cho tập đoàn Hoành Diễn, chân thành mời cậu trở thành người đại diện cho sản phẩm mới quý 2 của chúng tôi. Phương án của Hoành Diễn trước đó tôi đã xem rồi. Đây là đề án mới nhất, điều kiện chắc chắn sẽ không ít hơn Thiệu Thị. Hoành Diễn đông người như vậy, tại sao lại cử cậu đến? Là lý do gì khiến cậu cảm thấy chỉ cần Hà Diễm Diễm cậu ra mặt thì tôi sẽ nhận lời? Bởi vì ngay đến một người không bao giờ muốn tiếp xúc với cậu như tôi còn có thể đến hợp tác với cậu, điều này nói lên chúng tôi có đủ thành ý. Tôi biết Thiệu Khải từng gọi điện cho cậu, điều kiện anh ta cho cậu chúng tôi cũng có thể cho được, thậm chí có thể trả cao hơn bên đó nữa. Nếu như tôi là cậu thì tôi nhất định sẽ cân nhắc rất kỹ. Cậu nghĩ xem, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể kiếm danh. Quan trọng nhất là cậu có thể hợp tác với người không muốn hợp tác với cậu lại không thể không hợp tác với cậu. Một dự án, ba công hiệu lớn, cậu xứng đáng có được. Chẳng phải cậu đang hẹn hò với Thiệu Minh Triết của Thiệu Thị sao? Cậu làm như vậy không sợ gia đình bạn trai nghĩ xấu về cậu hả? Công việc là công việc, đời tư là đời tư. Tôi nghe nói phía Thiệu Khải cậu vẫn chưa ký hợp đồng mà. Nếu thật sự như vậy, đến cả hợp đồng còn chưa ký thì đâu tính là tôi phá đám. Để tôi xem lại. Được. Lại cái gì đây? Cậu muốn xem hợp đồng mà. Ai nói với cậu là tôi muốn xem hợp đồng? Tôi muốn xem Hà Nhiễm Nhiễm cậu lát nữa định cầu xin tôi ra sao. Cậu đừng nghĩ cậu nghênh ngang bước đến trước mặt tôi quẳng cho tôi một bản hợp đồng là tôi sẽ ký với cậu nha. Đã bao nhiêu tuổi rồi sao vẫn ngây thơ như vậy?
Hà Nhiễm Nhiễm, chiêu này của cậu có tác dụng với Lâm Hướng An, với tôi thì không đâu. Không cần vội, cậu cứ suy nghĩ thêm. Tô Mạch à, tại sao cậu lại hận tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Cậu không biết à? Bởi vì cậu là Hạ Nhiễm Nhiễm, cậu thông minh, cậu xinh đẹp, gia cảnh sung túc, cậu muốn gì đều có nấy, cậu có thể tự do thoải mái chọn bạn trai, cậu có hết tất cả. Còn tôi không có thứ gì. Là cậu khiến tôi nhìn thật rõ sự nghèo khó của mình, sự đáng thương của mình. Cậu dẫn tôi chơi một trò mà tôi không chơi nổi. Nhưng thứ mà cậu có, tôi đều muốn có. Là cậu đang dụ dỗ một tên trộm, sao có thể trách trộm được? Hà Nhiễm Nhiễm, cậu tự chuốc mà. Tô Mạch, Lâm Hướng An đã là chồng sắp cưới của cậu rồi. Tôi và anh ấy đã không còn liên quan gì nữa. Tôi cũng không còn bất kỳ suy nghĩ gì với anh ấy. Tô Mạch à, cậu muốn tỏ vẻ đáng thương cho đến khi nào nữa? Mới đó đã mất bình tĩnh rồi à? Cậu muốn tôi làm người đại diện cho bên cậu không? Không ăn nữa, cậu tự ăn đi. Chờ một chút. Chỉ cần cậu chịu đến, điều kiện gì tôi cũng bằng lòng. Nếu như không có Thiệu Minh Triết, Có lẽ chúng ta còn có thể trở lại trước kia. Lúc trước Lâm Hướng An nắm tay tôi, đã làm cậu hận đến tận bây giờ sao? Tin mới lại làm vậy chứ. Sao tôi ngờ như vậy? Mọi người nói xem, công ty lớn như vậy, sao tôi nghĩ vậy được? Kỳ lắm, sao có thể như vậy được? Chứ còn quá. Mấy người làm gì đâu? Dạ, đi thôi, đi nhà. Giải tán đi mau lên. Cô ấy sao vậy? Tôi không biết, lúc trưa về đã như vậy rồi. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, mà vào đúng lúc này ông chủ của cô gái khủng long giao cho cô ấy một nhiệm vụ rất quan trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, cô gái khủng long không thể nào không đến cầu cứu cô gái hồ ly.
anh đừng yêu Hà Diễm Diễm. Em từng tổn hại cô ấy, em không muốn tổn hại cô ấy lần thứ hai. Trần Lạc. Vậy rồi sao? Sao tôi lại ngủ trong phòng làm việc của ba vậy chứ? Cô ngáy đến rung cả trời, người khác cũng không thể làm việc nổi. Ngáy hả? Làm gì có. Ê, giữa trưa mà cô uống nhiều rượu như vậy làm gì? Tôi đã hẹn Tô Mạch buổi trưa uống hơi nhiều một chút, không có lần sau. Mà ấy, mọi người đâu rồi? Đi họp hết rồi hả? 7 giờ rồi đó đại tiểu thư. Tăng làm đâu rồi? Số điện thoại này gọi nãy giờ, cô mau nghe đi. Alo. Em có biết điện thoại reo thì phải nghe không đó? Không thì xài điện thoại làm gì, trang trí hả? Anh có thể nhỏ tiếng một chút được không? Tai của em sắp bị điếc rồi đó. Chiều nay em họp suốt buổi chiều. Sao vậy? Có việc gì sao? Em vẫn đang ở công ty à? Đúng vậy, nhưng mà em sắp sửa về rồi. Alo. Alo. Được rồi, Nhiễm Nhiễm, tôi đưa cô đi ăn nha. Trưa nay cô uống nhiều rượu như vậy, đến giờ vẫn chưa ăn gì, coi chừng đã bao tử đó. Tôi... Sao vậy hả? Cô chờ ai à? Không đâu. Đi thôi. Đi. Nào. Không cần đâu. Mặc vào đi. Phải rồi, sáng nay tôi nhận được thiếp mời khai trương nhà hàng của Hương An đó. Cái của cô tôi cũng đang giữ. Lúc nào vậy? Ngày mai. Nếu cô vẫn cảm thấy ấm ức không muốn đi, tôi sẽ gửi giỏ quà giúp cô. Tôi đâu có động đảnh tới vậy. Ải của tôi mạch tôi còn vượt qua, còn gì không vượt qua được nữa chứ. Cần tôi ra mặt không? Không cần đâu. Anh có biết lái xe như vậy nguy hiểm lắm hay không? Những lời anh nói trong điện thoại em đều không nghe không hiểu sao? Từ chiều đã bắt đầu tắt máy, họp hành gì mà quan trọng vậy? Còn không thể nghe máy. Anh tìm em suốt cả buổi chiều. Anh nghĩ em cần phải trình bày rõ tình hình với anh. Em chẳng phải em nói với anh rồi sao? Cả chiều nay phải họp suốt rồi. Họp mà còn uống rượu à? Uống say rồi phải không? Với tửu lượng của em, uống say xong nằm không khác gì một người thực vật. Lên xe, nói chuyện sau. Anh kêu em lên xe. Anh Thiệu, mặc dù tôi không biết anh và Nhiễm Nhiễm có hiểu lầm gì, nhưng anh nói chuyện với cô ấy theo phương thức này e là không ổn đâu. Hơn nữa nếu để Hà Tổng biết được, ông ấy sẽ rất không vui. Anh nói lại một lần cuối, anh có chuyện quan trọng cần nói với em. Lên xe. Tôi nói chuyện với anh ta một lát nha, anh cứ về trước đi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Anh yên tâm thì Trần. Thank you.
Thiệu Minh Triết, em cảnh cáo anh, hợp đồng của chúng ta viết rất rõ ràng, không được ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của nhau. Vừa rồi anh làm vậy là sao? Mà Trần Lạc trở thành cuộc sống riêng của em hồi nào vậy? Anh đừng có đánh trống lảng. Trong hợp đồng còn nói, can thiệp quá mức vào cuộc sống của đối phương thì bên bị can thiệp có quyền chấm dứt hợp đồng. Được rồi, anh cho em biết. Ngồi đi. Trước tiên á, em phải nhìn vào định nghĩa về cuộc sống cá nhân. Điều thứ 6 trong hợp đồng hợp tác có định nghĩa rõ ràng về cuộc sống cá nhân. Cuộc sống cá nhân là nói đến, là nói đến sở thích cá nhân, quyền được kết bạn và tình hình sức khỏe, và cuộc sống tình cảm cá nhân không đe dọa đến quan hệ tình nhân của chúng ta ở nơi công cộng, có đúng vậy không anh Thiệu? Vậy Trần Lạc tính là cuộc sống tình cảm riêng tư hay là sở thích cá nhân của em đây? Anh, em và thầy Trần là bạn tốt. Bạn tốt sao? Một người chưa được loại bỏ hiềm nghi làm bạn, IQ của em bị chó gặm rồi sao? Anh, em đừng có quên em về đây là để làm gì. Liệu em không thực sự ngây thơ cho rằng sau khi Bình Tinh trở thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hoành Viễn, các người sẽ trở thành người nhà, sẽ sống với nhau nửa đời còn lại? Ha, công chúa Bạch Tuyết chết ra sao? Bảy chú lùng đã nhắc nhở cô ấy, nhưng cô ấy có nghe hay không? Thứ hại chết cô ấy không phải là quả táo độc của hoàng hậu, mà là thế giới lương thiện do cô ta tưởng tượng ra đó. Được rồi, anh nghiện lên lớp người khác rồi hả? Chẳng phải anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với em sao? Nói đi. Việc quan trọng nhất với anh bây giờ là lấp đầy cái bụng. Ê, Đây, dừng lại. Đây là bữa tối của anh. Em cũng chưa ăn mà. Anh có nói là nấu cho em ăn đâu. Nếu không phải tại anh làm mất thời gian thì em đã được ăn rồi. Em bị đau bao tử. Bao tử của em không chịu nổi cơn đói. Em cứ đó là lại đau bao tử. Anh cho em ăn một miếng đi có được không? Anh cho em ăn một miếng thôi. Nè, lúc nãy anh diễn một người bạn trai thích ghen tuông, chẳng phải là diễn đạt lắm hay sao? Sao bây giờ chẳng có chút phong độ quý ông nào hết vậy? Tố chất của anh đâu? Bị chó gặp rồi hả? Thôi đủ rồi đó. Trong nồi vẫn còn mà, dành với anh làm gì? Đi đi. Không nói sớm. Tính ra thì cái miệng của anh cũng độc địa, mà tay nghề cũng được thật đó. Em khuyên anh, sau này tìm bạn gái nhất định phải nấu ăn nhiều, nói bớt lại. Vừa rồi em ăn cũng ngon miệng. Coi bộ anh lo lắng cho em cũng là thừa thải. Anh lo cho em làm gì? Chẳng phải em đi gặp cô gái hồ ly rồi sao? Em đã bảo toàn lòng tự tôn của mình hay nhẫn nhục cầu toàn vậy? Em đừng nói dối. Trình độ nói dối của em ngang tủ lượng của em đó. Tiết tháo còn có thể dứt bỏ, còn cần lòng tự tôn làm gì nữa? Anh nôn nóng gọi em tới đây là vì chuyện đó hả? Anh quan tâm em hả? Cô ta đã nói gì với em? Còn nói gì được. Tóm lại là thẳng thắn đủ kiểu, kiêu ngạo đủ đường thôi. Vậy có lôi bạn trai của mỗi người ra để so sánh hay không? Tụi em còn lâu mới nhạt như anh nghĩ. Anh còn tưởng con khủng long này sẽ xé xác con hồ ly. Cần gì phải vậy? Đôi bên đều là người trưởng thành rồi. Anh nói cũng đúng. Hại chết công chúa Bạch Tuyết không phải ai khác, mà chính là bản thân cô ta.
khủng long bị tuyệt chủng cũng là điều được định sẵn. Đã là giống loài bậc thấp nhất trong lịch sử tiến hóa của sinh vật thì phải có sự giác ngộ của giống loài bậc thấp, hoặc là học cách thích ứng, hoặc là bị đào thải. Cho nên ngày mai em sẽ mang theo lời chúc phúc chân thành nhất để đối diện với cô gái hồ ly và anh chàng hưu, đồng thời tận mắt chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của họ. Ngày mai, ngày mai em định đi gặp Lâm Hướng An. Anh ấy khai trương quán mới, em đến ủng hộ thôi. Em cũng không cần đóng kịch tới mức độ này chứ. Vì Hoành Viễn em không thể không đi. Nè, cái gì? Đừng nói người mẫu Hoành Viễn tìm cũng là Tô Mạch nha. Mấy người bị làm sao vậy? Không lẽ trên đời chỉ có mỗi Tô Mạch là người mẫu sao? Tìm cô ấy còn không bằng tìm em. Ê, thà chọn em còn hơn chọn cô ta lạng sao? Anh có biết khen ai không vậy? Hơn nữa, bây giờ người ta đang nổi tiếng, ai ai cũng muốn tìm cô ấy. Ai kêu cô ta tìm được một cái cây to để hưởng mát? Thiệu thì các anh cũng vậy mà, cũng ra sức lấy lòng người ta. Anh kiên quyết phản đối cách làm thực dụng này. Anh nói như vậy là Tô Mạch chưa chắc sẽ ký với Thiệu Thị. Chuyện này thì tạm thời chưa biết được ha. Ấy, chẳng phải hiện giờ chúng ta đang liên thủ hay sao? Bây giờ chúng ta là chiến hữu thân thiết đó, trao đổi một chút về nghiệp vụ công ty thì có gì to tát đâu. Thứ chúng ta ký với nhau là hợp đồng hợp tác cá nhân. Ngoài nội dung quy định trong hợp đồng ra, những thứ khác anh không có nghĩa vụ. Có cần phải nghiêm ngặt vậy không? Anh nói chút đi. Hả? Nói cũng được thôi, xem em cung cấp lợi ích gì. Anh muốn có lợi ích gì? Em nói đi. Cả người em từ trên xuống dưới chẳng có gì đáng để hy sinh đâu. Phải rồi, thiết kế của đảng Nguyễn sao rồi? Tốt lắm. Anh nói với cậu ấy vậy hả? Phải đó. Em cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng của đảng Nguyễn lăn lộn dưới đất chờ được khen. Cái anh này, anh đừng có nghĩ ai ai cũng hiểu được anh như em. Anh khen người khác thêm một chút cũng không có chết được đâu. Trời ơi, em hiểu anh lắm hả? Chứ sao nữa, làm nô lệ cho anh 4 năm em có thể không hiểu được sao? Anh thích ăn gì, không thích ăn gì, nói năng khắc nghiệt, tính tình nóng nảy. Trong một ngày, thời điểm nào là anh dễ tính nhất? Có gì mà em không biết? Bà dì của anh tới lúc nào em còn biết được kìa. Thôi bỏ đi, nói tào lao gì vậy? Anh thì chỉ cần ngủ ngon nhất là gì cũng được. Còn không thì anh sẽ là một con mãnh thú bùng nổ bất cứ lúc nào. Có thù ác trả, hẹp hòi. Phàn nàn gì anh cũng nhiều đó. Thật ra thì cũng không phải. Ngoài mấy cái em vừa nói ra, còn lại đều là ưu điểm hết. Trong mắt em anh còn ưu điểm à? Đâu, nói vài cái nghe thử coi. Anh cho em suy nghĩ chút đi. Anh cho em thêm chút thời gian. Em phải nghĩ thật kỹ, chắc em sẽ nghĩ ra được đó. Em sắp sửa nghĩ ra nếu rồi. Nếu em không nói câu gì tử tế thì im lặng là tốt nhất. Này, con người của anh ưu điểm lớn nhất chính là si tình và chung thủy. Vì một con quái vật nhỏ mà có thể từ bỏ cả nhân loại cũng chỉ có anh làm được thôi. Sao anh cảm thấy đây chẳng có vẻ gì là ưu điểm cả? Ê, là ưu điểm mà. Nè, Nhiễm Nhiễm, anh đưa em về. Không cần đâu, em gọi xe rồi sẽ đến ngay thôi. Đi khai trương ngày mai là mấy giờ? 3 giờ chiều. Vậy 2 rưỡi anh đến đón em. Anh nói gì? Câu đơn giản như vậy còn cần phải lặp lại sao? Anh đi cùng em.
chào, hoan nghênh quý khách. Dạ xin mời anh vào. Xin chào, hoan nghênh quý khách. Đúng rồi ạ. Xin chào, xin chào. Chụp một tấm nha. Được thôi, được thôi. Chào đầu này. Được rồi, được rồi. Tôi lấy đi. Ngồi đi, ngồi đi. Nhanh lên. Tôi mệt. Tôi mệt à. Nhìn cô ta quen quá. Thiệu Khải, anh đến thật sao? Ê, tôi đến thì lạ lắm sao? Tôi mang theo lời chúc phúc chân thành nhất đó. Chúc mừng. Làm ăn phát đạt. Cảm ơn. Khách sáo làm gì chứ? Thiệu công tử đến rồi sao? Tôi còn tưởng là tôi có thể đến trước cậu. Không ngờ vẫn trễ hơn cậu một bước. Hương An, chúc mừng. Đây là chút tâm ý của Bành Tổng. Cảm ơn, anh khách sáo quá rồi. Sao cô chỉ mời cậu ấy mà không mời tôi vậy? Có phải không thích tôi không? Không mời nhưng bà dẫn tới đó thôi. Hôm nay cũng đông người tới dự quá. Ừ, toàn là bạn học cũ thôi. Lâm Hương An, qua đây. Ê, đi. Anh cứ qua đó đi, ở đây có em được rồi. Nếu ba dì không ngại thì ngồi cùng một bàn nha. Chỉ có một bàn trống thôi. Không ngại đâu. Nếm thử tay nghề của bậc thầy nhà tôi đi. Xin cho tôi chút ý kiến nha. Được thôi. Sao hả? Ừ, ngon lắm á. Tôi nói nè Lâm công tử, rốt cuộc anh sang Anh du học á hay là đi học làm đầu bếp vậy? Sao có thể làm ra mấy món ngon như vậy chứ? Cậu Thiệu, thực ra rất nhiều người học ở Yale, Harvard tốt nghiệp xong đều không theo ngành mình học, cuối cùng đều trở thành ông lớn, có thể làm điều mà mình thích, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Có lẽ là ước mơ của rất nhiều người. Trần Lạc, lời hay ý đẹp á, bị anh nói hết rồi. Ê, Tô Mạch, chúng ta... Đưa tôi đi tham quan một chút đi. Hả? Đi. Hay à, đừng tưởng là tôi không biết các anh có ý đồ gì. Các anh tiết kiệm sức lực đi. Tô Mạch đó không đến công ty các anh đâu. Cậu Thiệu tự tin đến vậy sao? Lỡ mọi chuyện không như cậu mong muốn, cậu cũng đừng quá thất vọng. Anh tưởng là tôi không biết đại tiểu thư nhà anh từng có xích mích với lại Tô Mạch sao? Đó đều là trò đùa giữa trẻ con thôi. Không ngờ cậu còn coi là thật. Vậy sao? Hay là vậy đi, chúng ta cá cược. Cược cái gì? Nếu cược lớn, sợ người khác sẽ nói tôi bắt nạt anh. Hay là cược một ân tình. Nếu như tôi thắng á, thì anh nợ tôi một ân tình. Còn nếu như tôi thua thì tôi nợ anh. Thấy làm sao, công bằng không? Quân tử nhất ngôn. Vậy chúng ta sẽ cá cược Tô Mạch sẽ không đến công ty anh. Được thôi. Ây à, Trường Lạc, xem ra ân tình này anh nợ chắc rồi. Phong cách bài trí ở đây cũng đẹp thiệt đó. Không giống quán cháo chút nào hết. Giống một quán cà phê hơn, tôi rất thích. Đặc biệt là bức tranh bên đó, vẽ rất là đẹp. Vẽ ai vậy? Vậy sao? Tôi thấy rất bình thường mà. Thực ra chỗ tôi có một vài bức tranh rất phù hợp để treo trong nhà hàng này. Tác phẩm của mấy bậc thầy đó thì đừng mang đến đây. Chỗ tôi chỉ là một quán cháo nhỏ, lỡ ngày nào đó không cẩn thận làm hỏng bức tranh của bà, tôi phải bán bao nhiêu chán cháo mới đền nổi đây. Chuyện này thì cô không cần phải lo. Gần đây tôi thỏa thuận với vài nghệ sĩ là một số sản phẩm in ứng. Một bức tranh cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nếu cô bằng lòng treo trong tiệm thì cũng xem như là quảng cáo giúp tôi rồi. Không thu tiền quảng cáo, tôi nên cảm ơn cô mới đúng. Thực ra tôi biết hôm qua Nhiễm Nhiễm đã tìm cô bàn một số chuyện. Tôi cũng biết cô đã gặp tập đoàn Thiệu Thị. Tôi chỉ hy vọng cô hãy cân nhắc thêm về Hoành Diễn. Hôm qua Nhiễm Nhiễm đã nói rất rõ ràng về ý tưởng của Hoành Diễn. Tôi cũng đã nhận lời cô ta, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ. Vậy kết quả cân nhắc của cô là? Chuyện trong công việc tôi đều nghe theo Hướng An. Bà hỏi nãy đi.